Thưa quý vị, sau 5 năm xây dựng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp 10 tại thị xã Kiến Tường đã được bàn giao đưa vào sử dụng, đáp ứng được lòng mong mỏi của người dân trong khu vực về một cơ sở điều trị bệnh hiện đại với đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao và giàu y đức. Tổng kinh phí đầu tư trên 560 tỷ đồng, quy mô 500 giường. Công trình hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 với 250 giường. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng từ 300 cho đến 400 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Bệnh viện không chỉ phục vụ người dân Long An mà còn tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân là người Campuchia sống ở các tỉnh giáp với Long An. Đảng nhà nước chăm lo cho dân đó, xây dựng một cái nhà thương 500 giường này rất là tốt. Rất là mừng vui. Thí dụ mình có bệnh mình đến đây á thì có những bác sĩ nhân viên họ lo tôi chu đáo. Ở đây cũng có thành lập được một cái bệnh viện mới, cơ sở mới, tất cả máy móc đều mới và bác sĩ thì cũng tận tâm nhiệt tình, cũng rất là niềm vinh hạnh nhất cho thị xã Kiến Tường. Bên cạnh cơ sở vật chất, bệnh viện được đầu tư nhiều thiết bị y tế hiện đại như hệ thống máy cắt lớp vi tính, máy X-quang kỹ thuật số, máy đo loãng xương, máy chiếu tia laser trị đau khớp, máy chạy thận nhân tạo, v.v. Cơ sở vật chất khang trang, thiết bị y tế hiện đại đã mang đến niềm vui cho người dân ở Đồng Tháp 10 về nơi cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí phù hợp. Khu vực này thì được có một cái bệnh viện lớn như thế này thì người dân ta rất là phấn khởi. Em thì cũng phải cố gắng để phục vụ cho bệnh nhân được tốt hơn, cho bệnh viện được phát triển hơn. Dự án bệnh viện được nghiệm thu đưa vào sử dụng thì chúng tôi rất là phấn khởi, bởi vì là tiếp nhận một cái cơ sở là đạt tiêu chuẩn về là diện tích phòng bệnh, diện tích các khoa phòng cũng như là các khoa đạt theo tiêu chuẩn quy định của ngành y tế, các cái trang thiết bị cũng phần nào đó đáp ứng được cái việc mà triển khai các kỹ thuật mới để nâng cao cái chất lượng điều trị. Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp 10 hiện có 17 khoa phòng, gần 200 cán bộ nhân viên, hơn 50 bác sĩ. Với phương châm lấy người bệnh là trung tâm, chất lượng khám chữa bệnh đặt lên hàng đầu, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đã tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.